Dạ, mình chào quý cô chú chị em ha. Tiếp tục quay trở lại Quyền La Vung, tỉnh Đồng Tháp nha. Đến nhà vườn của anh Thuận thì hôm nay có về một cái lô trang thái đỏ, trang sen, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị, toàn là hàng khủng không nha. Rồi, chào anh Thuận. Rồi, em chào anh Thái ha. Dạ, mình chào quý cô chú anh chị, mình đang xem Khám Phá TV ha. Thì lý do hôm nay em bị bệnh không ngày lâu quá không lên ha, hôm nay trở lại nhà vườn em thì có một số mặt hàng bông trang lá nhỏ ha. Hàng hôm nay là hàng siêu tầm, không nghe quý cô chú anh chị, hàng lớn ha. Cũng như luôn cùng quý cô chú anh chị ha, lời nói đầu tiên cho em nhà vườn nhà kênh Pháp Thái gửi lời chào chúc quý cô chú anh chị ha một ngày mới thật nhiều vui hạnh phúc, làm ăn luôn luôn nhiều may mắn trong công việc ha. Địa chỉ em thì Tân Long, Hòa Thành, Lai Dương, Đồng Tháp ha. Số điện thoại em 0899486958 nha quý cô chú anh chị. Em lên những mặt hàng này số lượng em còn rất nhiều ha, em lên hôm nay là hàng siêu tầm không nha quý cô chú anh chị, hàng khủng thì mình chơi cây cho xứng đáng ha. Rồi đầu tiên xin vô cây số 1 ha, một cây thái vàng lá nhỏ nha quý cô chú anh chị, một cốt cái tàn rất là tròn. Rồi em đo tổng chiều cao là 1m1,5m ha. Đây hết thước em luôn ha. Rồi tán ngang mình là 1m1,5m luôn ha. Cây này cây khủng nha, hàng này hàng lâu năm nha quý cô chú anh chị. Chi tàn thì đầy đủ ha. Và em đo vị trí là 16 ha. Thoát thân thì được 1,5m ạ. Rồi thoát thân 1,3m ha. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu giá 1.200.000 đồng ha. Đó, bên em đã bao gồm cước phí ship cho quý cô chú chị nha, hàng hàng khủng nha, hàng ship tầm 400-500 ngàn cây nha quý cô chú chị. Rồi xuống nữa. Tiếp cây số 2 dựa vô dai, để đỡ đi, cây rất là to anh chị, cây này lâu năm lắm nè. Cây số 2 đừng có cái kia nó đỡ lại chút rồi. Thì hàng này hàng lớn nha quý cô chú chị, mình thông cảm hay làm chậm chậm nha. Lính này bưng cái này bữa nay mình lên ít thôi, mười mấy cây thôi chứ nhiều bưng không nổi đâu. Rồi, rồi tiếp theo cây số 2 ha, con tàn đều như nhau ha. Rồi số 2 chiều cao 1m4 ha. Rồi tán ngang mình 1m4 luôn ha. Cái thoát thân thì một tấc ha, quần này già nứt cho me cho nghe quý cô chú chị. Đo phần trên này đi ha, trên là 19 ha. Rồi mã số 2 này em cũng xin lưu giá 1.200.000 đồng luôn ha. Cái này là ship nặng nha, mấy trăm ngàn một cây nha quý cô chú anh chị. Tàn rất là mạnh quý anh chị. Rồi. Xuống đến đây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây số 3. Là cây trang sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng hiếm trên thị trường nha. Thị trường là hàng sen Nhật này không có nha quý cô chú anh chị. Hàng một cốt này rất là ít quý anh chị. Hàng này bây giờ ta chơi hàng ấy không, hàng một cốt là không có ha. Rồi, tiếp theo cái số 3, ta chơi sinh nhật ha. Hàng thị trường không có nè. Rồi, chiều cao nó 1m6, 1m5 ha. Đường kính nó là 1m25 ha. Cánh kép quý anh chị. Một cốt không biết quý anh chị. Hàng em xài một cốt không ha. Rồi, thoát thân là 18 ha. Mà làm đo ngay vị trí này ha. Là 16 ha, xuống dưới là chắc 17, 18 nha. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu giá 1.200.000 đồng nha quý cô chú chị. Hàng này không có ha, thị trường không có ha. Rồi, xuống đến đây. Mã số 2. Lô trang sen này nuôi tầm khoảng 5-6 năm rồi quý chị. Mã số 4. Rồi bỏ đợi. Cây số 4. Mai hàng lớn lớn không nha quý cô chú anh chị mình tham khảo ha, quay chậm chậm nha quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Mà số 4, một số 4 trang sen Nhật tàn tròn luôn ha, tàn tròn ha. Quá. Wow. Cây rất là già. Rồi chiều cao mình 1m2 ha. Cây 6-7 năm tuổi nha quý cô chú anh chị, hàng này hàng siêu tầm ha. Tán ngang mình 1m05 ha. Rồi thoát thân 15 tất cửa đi ha. Rồi vị trí như này ha. Là 15 hoành ha. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu giá 1 triệu đồng ha. Bên em thì đã bao gồm cả phí ship cho quý cô chú chị mình tới nhà luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 5. Nằm lên, đây cho số 5. Xuống. Rồi, vẫn là cái trang sen luôn ha, sen Nhật luôn ha. Tại cái này mới cun nó ra đọt non ha, cái này lên bông là không thấy cái lá nha quý cô chú chị. Nó như thay đỏ vậy đó, lên bông là không thấy cái lá luôn đó. Rồi chiều cao mình 1m2 ha. Tán ngang quân bình nó tự 1m, 1m1 ha. Rồi thoát thân được 16 ha.
Mình neo ra vị trí này là 19 ha. Rồi mã số 5 này anh xin giao luôn nhé, 1 triệu đồng luôn ha. Mày bưng xuống lên đi, tao đưa sợi xuống nha. Rồi, tiếp theo cây số 6 ha. Rồi, hôm nay hàng lớn không, hàng lên số lượng ít ha. Rồi. Cho chiều cao mình 1m1. Tán ngang mình thì 1m1 luôn ha, nhưng mà em tính là 1m thôi ha. Cái này thoát thân thoáng ha, thoát thân được 23 ha. Quanh là 15 nha quý cô chú chị. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu cho 1 triệu đồng luôn ha. Hàng này thị trường nó không có nha quý cô chú chị. Tiếp theo mã số 7. Vẫn là sinh nhật luôn ha. Rồi chiều cao mình 1m3. Tán ngang là 1m9 nha, nhưng mà bao quý cô chú chị là mát hết ha. Thoát thân thoáng ha. Thoát thân được 29 nha. Rồi quanh đây là 17 ha. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu với 1 triệu đồng luôn ha. Tiếp theo mã số 8. Đúng rồi. Nha. Cây rất là nặng luôn chị. Cây này một thằng lính bưng không muốn nổ nè. Rồi chiều cao 1m26 ha, tính 1m25 ha. Tán ngang 1m05. Rồi thoát thân là 23 ha. Cây gốc già. Gốc nở. Hoành tại vị trí là 17,5 tính một con 17 ha. Rồi số 8 này em xin giao lưu với 1 triệu đồng luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 9. Nặng. Rồi chiều cao 1m25. Tán ngang 1m1 ha, không tính mét thôi ha. Rồi thoát thân là 18 ha. Cái này cái cũ nó bự rồi xích xích đi xuống. Vành đây là 19 nha quý cô chú chị. Rồi mã số 9 em xin giao lưu 1 triệu đồng luôn ha. Hàng này thị trường nó không có nha quý cô chú chị. Đó, nhà này cái giá nó cao hơn mấy thằng kia ha. Rồi. Cây tán nón quý anh chị. Rồi chiều cao 1m25 ha. Tán ngang 1m1. Này một cốt thoáng luôn chị. Rồi thoát thân được 27 ha. Lô này phải nói là nó già. 7 năm tuổi, 6 7 năm tuổi. Rồi hoành đây là 16,5 tính cộng 17 tính con 16 ha. Rồi mã số 10 em xin giao luôn cho 1 triệu đồng luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 11 ha. Rồi chiều cao mình 1m1 luôn. Tán ngang mình 1m1 tính của chú mình 1m ha. Rồi thoát thân 16 ha. Hoành đây là 16 luôn. Đẹp luôn ha. Rồi số 11 này em xin giao giá 1 triệu đồng luôn ha. Tiếp theo mã số 12 là một cây thái đỏ hàng chân dài nha quý cô chú chị. Đó. Chân dài ha. Tại cái này bướng bộ nó hơi nghiêng ha, chứ cây mình nó không có đến đổi ha. Hai, quá bông rồi. Rồi chiều cao 1m3 ha. Tán ngang mình thì 1m1. Thoát thân thì được 60 ha. Cây này già là cây lắm người của chú chị hàng khai thác ha. Hoành là 15 ha. Phồn tàn nó tròn rồi, nó rổ bông. Xây cho quý của chú chị mình xem cái ha. Quá bông rồi, giờ mình cắt bông bỏ ha. Đó, rồi cây số 12 này em xin giao lưu với 800 ngàn luôn ha. Hàng ship nặng á. Rồi tiếp theo cây số 13. Vẫn là thái đỏ luôn ha. Con tàn tự nhiên nha, cái này là tàn tròn xe ha. Hàng này hàng khai thác nha quý cô chú chị, hàng khai thác nhà dân ha, nó già dữ lắm rồi. Chiều cao 1m15. Tán ngang 1m ha. Thoát thân được 2 tấc 2 ha.
Rồi cái này chống dễ đo. Hoành là 15 ha. Rồi mã số 13 này em xin lưu với 800 ngàn luôn ha. Giá này bên em nó bao gồm cả phí ship cho quý cô chú chị mình ha. Tiếp theo mã số 14. Đó. Quá bông rồi. Rực hết trơn ha. Cái này mình trồng mình chỉnh sửa ngay được ngay quý cô chú chị, cài mình bứng bầu ha. Nó hơi nghiêng ha. Rồi chiều cao mình 1m1 ha. Tán ngang thì được 1m2. Thoát thân thì 5-7cm nha. Rồi hoành là 14. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu với 1 triệu đồng ha. Giá bên em đã bao gồm cả phí ship ha. Anh chỉ nha, hàng này ship nặng nha quý cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo mã số 15 nè. Cây phơm tàn rất là to. 15 là cây này lớn nha quý cô chú, hàng mũi nha. Đó, em xây cái một cái cho quý cô chú anh chị xem ha. Giờ mình vô hai cái chậu mình để trước cửa nhà, một cái giữ dặn lắm ha. Đây. Hàng bụi thì bông nó dày rất nhiều, bông rất nhiều ha. Rồi dắt cái thước ngang đi ha. Đâu rồi, rồi cái thước ngang mét rưỡi nha quý cô chú anh chị. Hết thước ha. Tàn này có hơn quý anh chị. Hơn mét rưỡi nha. Rồi chiều cao mình có mét tư ha. Tổng cộng nha quý cô chú anh chị, tại hai này hàng bụi ha. Tổng cộng được 41 ha. Xây bam đo thân đại diện lớn nhất của nó ha. Thân đại diện lớn nhất của nó so sát cái này đi ha. Là 19 ha. Lên trên này chút xíu ha. Là 15 ha. Tàn khá là dày ha. Rồi mã số 15 này em xin lưu giá 3.500.000 đồng ha. Tại cái hàng này là đi xe tải nha quý cô chú chị. Hàng ghép xe ha, chứ mình không có đi bu cục được ha. Hàng này hàng lớn nha. Đi bằng xe tải. Rồi xuống qua đây đi. Chơi cây khủng mà không có lính. Bông tàn nó rất là đặc luôn. Đây. Rồi 14, 15 là một cặp ha. Cây này thì bụi mà ba thân ha. Cái này là dính liền không thể tách rời được nha quý cô chú anh chị. Ha. Đây. Đo tổng cái cụm đó ha, tổng cụm là 30 ha, nguyên bộ đế nha quý cô chú chị, tam tài luôn ha. Ừ, tam tài luôn nè. Em đo cái thân đại diện giữa nó ha, 13 ha. Nói chung hàng bụi thì cốt nó không bao giờ bự nha quý cô chú chị, một cốt mà không bao giờ bự ha. Đế chạy tứ diện đế nè, quá đế nè, hoặc đế nè ha, quá đế luôn à. Rồi mã số 15 này em cũng sẽ xin giao lưu với 3.500.000 đồng luôn ha. Hàng này là quý cô chú anh chị mình là phải ở mặt đường lớn nha quý cô chú anh chị, tại hàng đi bằng xe tải ha, không đi bộ cục được ha. Là 14, 15 là một cặp nha quý cô chú anh chị. Rồi khiên này rồi, kéo cái đó ra này, cái đó khiên không nổi đâu nặng lắm. Lấy cái bào đi, xe cái bào đi, kéo luôn nè, mẹ luôn đi này, cho hàng khủng không lấy đâu. Quá wow. Rồi cây này tàn nón luôn chị. Cây số 17 ha. Đó, cây này thì tàn nón. Cứ kéo mà thích ra chút nữa. Rồi cái này thì tàn nón ha. Này mình mới cuôn sơ sơ lại ha. Nó chuẩn bị cái bông nha quý cô chú chị. Rất là mịn luôn quý anh chị. Quá dày đặc luôn ha. Trời, cục đá không vô ha. Rồi chiều cao tính quý của chú chị mình mét rưỡi ha, nhưng mà nó trên mét rưỡi ha, cái thước em hết ha. Bán ngang thì qua mét rưỡi luôn ha. Tổng cộng nha, một bể liền nha quý của chú chị. Không tách rời được ha. Hàng bụi nó siêu bông à. Bông như nó bông vậy mà. Rồi tổng cộng được 37 ha. Rồi em đo thằng đại diện lớn nhất của nó ha. Nhà này là đi xe tải chứ không đường nào đi vô cùng quý của chú chị. Rồi hoành đại diện nó là 19 ha. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu với 4 triệu đồng ha. Cái này cũng đi xe tải nha quý cô chú chị, bao ship toàn quốc luôn ha. Mà đều đi xe tải nha. Rồi thôi hôm nay hình cái lớn không lên nhiều thì mình ngưng đi. Thôi cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú chị mình ha, thời gian qua thương tình tính ứng hộ nhà dưỡng ha. Xin chào quý cô chú chị, hẹn gặp lại clip sau ha. Rồi.
Hàng cũng còn đến khi không nổi rồi. Cây rất là to quý anh chị em.